Minh sẽ chia sẻ sau bài hát này cảm xúc của Minh nhé. Dòng sông chảy xiết lai thuyền trèo đi, trên sông vàng có đông, nước chảy ngược dòng, nước ngược dòng họ ơi. Em trèo thuyền đi lên dãy trắng cầu, cắt lúa thay chồng nuôi con. Nước ngập đồng xanh lúa chết, gió mưa sập đổ mái nhà, bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương mẹ rơi chưa tràn. Em đi cắt lúa trên ngàn dãy, trên ngàn nắng chiều chang chang, đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm hai lòng không thở than. Người dân dưới ruộng lên ngàn, tìm lúa về bao mồ hôi, gánh về từng hạt lúa vàng, cùng nhau chung sống cam thua giết thầy. Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu xa tràng, kháng chiến nhất quyết thành công, kháng chiến nhất quyết thành công. Mai ngày kháng chiến thành công, anh về em thỏa ước mong. Thế mới biết được sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam như thế nào. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Mình yêu những người phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế nên ước mơ của mình luôn luôn hướng về để giúp đỡ những người phụ nữ Việt Nam, và trong đó chính là bản thân mình. Hò ơi, dòng sông chảy xiết lai thuyền trèo đi, trên sông vàm có đông, nước chảy ngược dòng, nước ngược dòng họ ơi. Em treo thuyền đi lên dãy trắng cầu, cây lúa thay chồng nuôi con. Nước ngập đồng xanh lúa chết, gió mưa sập đổ mái nhà, bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương lệ rơi chưa tràn. Em đi cắt lúa trên ngàn dãy, trên ngàn nắng chiều chang chang, đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than. Người dân ruộng lên ngàn, tìm lúa về bao mồ hôi, gánh về từng hạt lúa vàng, cùng nhau chung sống cam thua giết thầy. Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu xa tràng, kháng chiến nhất quyết thành công, kháng chiến nhất quyết thành công. Ai ngày kháng chiến thành công, anh về em thỏa ước mong. Sau đây là một chút chia sẻ của Minh qua cái bài hát này. Minh sinh ra trong cái năm 1969
là vẫn còn chiến tranh. Và những cái bài hát này nó đã in sâu ở trong tiềm thức của mình. Và mình đã có những cái hạt giống ở bên trong này. Mình rất là trân trọng cái sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam. Như ngày xưa mình đã học lịch sử về bà Trưng, bà Triệu, cưỡi voi, đánh cồng. Thế thì trong những cái năm mình trị liệu để chữa lành những cái nỗi đau về thể xác cũng như tâm hồn, chữa lành cho nhiều người Đức, thì mình lại có dịp để có những cái trải nghiệm, có những cái kinh nghiệm để đem về giúp cho các bạn. Và nhất là các bạn, người Việt Nam. Mình là người may mắn hơn mọi người, là đó là cái đam mê của mình. Đam mê của mình là tìm ra những cái phương pháp tự chữa lành như thế nào để cho mọi người khỏe về thân tâm. Và mình đã tìm hiểu nguyên nhân lý do vì sao mà cơ thể của mình nó lại có những cái bệnh tật đó. Và mình chỉ cho những người khách hàng của mình là cái nỗi đau ở cơ thể nó bắt nguồn từ đâu. Và chính vì thế mình rất muốn đem những cái sự hiểu biết của mình tiếp tục chia sẻ tới các bạn, người Việt. Và mình rất là vui đồng hành trên cái hành trình này, trong những cái khóa học, những cái khóa chia sẻ của mình. Có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, có những cái buổi là coaching 1-1 để mình có thể giúp các bạn nhận ra được, chuyển hóa, thay đổi. Và những cái bước thay đổi này là bước thay đổi lượng tử. Nếu các bạn sẵn sàng, nếu các bạn mở lòng, các bạn mở rộng trái tim. Hoặc có những cái người khách hàng mà người ta bị trầm cảm, người ta bị có những cái bệnh thật mà ở rất nhiều nơi chưa tìm ra, thì mình rất mong muốn rằng qua những cái video của mình, qua những cái hình ảnh của mình đưa ra cho các bạn, thì sẽ giúp được các bạn lấy lại được sự bình an, chữa lành những cái tổn thương, những cái nỗi đau bên trong. Bằng màu sắc, bằng âm nhạc, bằng mùi, hương liệu, rồi có rất nhiều những cái phương pháp mà mình đã học được, mình sẽ chia sẻ tới các bạn trong cái khóa học đợt tới này. Thì mình rất vui mừng để chào đón các bạn trong cái workshop chữa lành truyền cảm hứng 5 ngày từ thứ 3, 20 cho đến 24 tháng 4 năm 2021. Và trong cái workshop này, các bạn sẽ đón nhận được những cái giá trị mà mình trao tặng cho các bạn cùng với những học viên của mình, mình vừa đào tạo xong trong 5 tháng vừa rồi. Và chúng mình rất vui mừng đem những cái sự hiểu biết, đem những cái tình yêu thương từ tận trái tim để chia sẻ tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn, và mình rất vui mừng, hào hứng trên cái hành trình này. I love you, I love you, I love you. Và cái niềm hạnh phúc hôm nay của mình là được ngồi đây ở chia sẻ với các bạn. Và sáng nay mình cũng rất là hạnh phúc khi được chơi với con chó của mình ngoài vườn và nằm trên cái gối của cô con gái của mình, tận hưởng những cái giây phút quý báu đó. Hạnh phúc đang ở đây. Hạnh phúc khi mình nói chuyện với bạn. Mình yêu bạn. I love you.